quay lại. Đó, tôi gãy mượn. Về hổm giờ lâu rồi. Em nó bảo là chẳng biết là Tết này chị về không. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, bây giờ thì họp buổi khai lễ khai xuân đầu năm thì cũng đã xong rồi. Bây giờ đến tiết mục văn nghệ. Xin mời sự chuẩn bị của các cụ người cao tuổi của nhóm 2 với tiết mục nhảy 18 bước chỉ tin. Xin mời với sự chuẩn bị. Bà ơi, mật khẩu màn hình đấy. Ai? Đã có mật khẩu đâu ạ? Yeah.
chương trình thì một điệu múa của các chị em ở bên phụ nữ của thôn Châu Dễ, xã Cao Dương xin bắt đầu. Mời tất cả bà con mình cùng thưởng thức nha. Thank you.
chuẩn bị của bà Trương với tiết mục dân ca bài hát Tuổi Tròn. Đây là các cụ nha cả nhà ơi. Đó, cả nhà mình nhìn thấy không, bây giờ là sống vui sống khỏe là như vậy ạ. Đây là các cụ, cả nhà mình nhìn thấy xem rất là xì tim không ạ. Các cụ của thôn Châu Dễ xã Câu Dương mình nha cô chú anh chị. Đây tụi xì tim đầu năm của các cụ nha. Bây giờ là sống vui sống khỏe mà mình thực hiện đúng cái ý nghĩa là sống vui sống khỏe nha cả nhà. Truyền thống của chúng ta và cách đã làm cho tiết mục rất là đặc sắc và vô cùng dễ thương. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiết mục đơn ca của bà Trung. Ở đây chưa có đăng ký tên bài hát, xin mời bà Trung để lên với sân khấu. Xa mẹ càng gần. Xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, con vẫn phải tin, con vẫn phải tin. Mẹ đang còn trẻ, mỗi mùa xuân về, mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa chúc mừng năm mới, người đẹp. Mời quý vị cùng đến với điệu nhảy trên nền nhạc Nga qua sự trình diễn của chị em phụ trời phụ nữ của nhóm 7 biểu diễn. Xin mời. Sugar.
đẹp quá. Thưa quý vị, với không khí sắc xuân như thế này thì có với sự hưởng ứng của giới trẻ góp vui trong chương trình văn nghệ rất tuyệt vời mà vẫn chưa nhận được những tràng pháo tay của tất cả quý vị và bà con chúng ta dành cho tiết mục vừa rồi. Oh, xin cảm ơn. Và đẹp quá, xin mời, đẹp quý vị, quá. Chúng ta sẽ là chúng ta nào? Chúc mừng năm mới, chị em mình mãi xinh đẹp, nhiều sức khỏe ha. Rất cảm ơn em đi. Học kỷ niệm. Rồi đây là đang quay. Đẹp quá, mặc áo dài dễ thương quá. Tiết mục vũ điệu tuyệt vời đến từ Chiều Phụ Nữ nhóm 3. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, quay xong rồi đó. Thank you.
Vân, tiết mục vô cùng dễ thương. Vũ điệu tuyệt vời, điệu nhảy dân vũ xin được trân trọng kính mời. Xin mời sự chuẩn bị của tiết mục giao lưu của bà Minh, mời tiết mục tự nhiên từ diễn về quê hương người mới chúng ta.
Đẹp quá. Mừng xuân mới. Mừng xuân mới. Vâng. Tiếp theo tiết mục múa mừng xuân mới của chị em người cao tuổi ở xã Cao Dương mình. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tự biên tự diễn quê hương đổi mới với sự trình bày của bà Mỹ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể cụ ông cụ bà, cách đây 15 năm chúng tôi đã tự biên tự diễn bài Ông Tèo Bà Tèo, đến năm nay là 2024 tôi lại tự biên tự diễn một bài hát tiếng quê hương mình là quê hương tôi đổi mới. Quê tôi, quê tôi đi ra đổi thay
chiều chiều đánh hà bằng giao lưu mọi người ông mê hơi chạy ngang chạy dọc mà chạy á lùi liền chạm ba xét mau thôi lưu thông á ông mê hơi tôi tí tôi nhờ về á quê tôi thì mua hạt quê quân á bên nhau á mê hơi chúc cho xuân hà mùa hạt bài nào cũng hay á ông mê hơi chúc cho mẹ vâng à bảy mươi quả chế kha vẫn còn hoạt na đồng phong trào tì lên á ông mê hơi chúc cho mẹ vững á bên á tà nắng á đi vô đôi chân á khoe đều á ông mê hơi từng lên gần cùng mà ngồi á xe màu tà ư lại mất tiền á thêm lo ông mê trên ná trăm để cho con ná cháu có ba có ông á ông mê hơi xin hết ạ. Thưa quý vị, xin được chúc bà luôn mạnh khỏe, luôn là cây cao bóng cả để cho thế hệ trẻ chúng con sẽ được nói theo. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục điệu nhảy dân vũ mang tên Chầu Cau Quan Họ với sự trình diễn của đội văn nghệ Hội Người Cao Tuổi nhóm 2 trình diễn. Mời quý vị cùng đến với tiết mục này. Sau tiết mục này thì xin mời sự chuẩn bị của đội văn nghệ dân vũ nhóm 4 với điệu dân vũ gửi về quan họ. Thank you.
xin cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại đội văn nghệ của chúng ta đến hẹn này lên trong năm sau. Nhạc dân vũ gửi về quan họ. Sau tiết mục này xin mời sự chuẩn bị của đơn ca Về Quê, sáng tác Phó Đức Phương, trình bày Bà Phiên, đến từ với người cao tuổi nhóm 2. Xin mời sự chuẩn bị.
theo chương trình là ca khúc Về Quê. Xin mời tất cả cùng nghe. Kỷ niệm mùa bài là góc hương nè. Ra ngoài. 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 Đứng đây quay đẹp hơn nè. Hả? Ra ngoài này quay đẹp hơn. Ra ngoài hả? Ngoài này cái này có được không? Rồi, được rồi, được rồi. Cô tươi đi. Cô hiền. Trường phụ nữ nhóm 3 xin được trân trọng kính mời. Sau tiết mục này xin mời sự chuẩn bị của đội văn nghệ nhóm 5 với tiết mục Xuân Về Trên Rừng Núi. Xin mời đội sự chuẩn bị. Lùi lên một tí vào tao, lùi lên đấy. Băng ba hạt băng đấy thôi nha. Lên hạt cho cái vạch cho nó băng là. Ờ, lên hạt cho cái vạch cho nó. Lên hạt cho cái vạch cho là. Băng chưa, băng luôn. Đẹp quá. Thank you.
nhiều những tiết mục với những tiết mục đa sắc màu khác nhau. Nhưng tiết mục này là tiết mục đặc sắc nhất với những bộ váy áo mang đậm bản sắc, với lại thưa quý vị thân mến, những đạo cụ rất tuyệt vời mang âm hưởng của người xứ Mường của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến một tiết mục Múa Xuân Về Trên Rực Đỉnh. Xin được trân trọng kính mời đội văn nghệ của xóm năm cùng chuẩn bị. Thoải camera, thoải mái pin đi, thoải mái pin, thoải mái quay. Nhạc múa xuân về trên rừng núi. Đẹp quá, ai cũng đẹp. Khi xuân về lòng non đưa mình ngon nắng đón mùa xuân nghe ta xuân bậc thang từ xa xa xuân đào hoa ban thơm ngát ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nghiêng biển mình ai cũng sẽ lại một lần đến nơi tây bắc khi xuân về. Tiết mục này xin mời sự chuẩn bị của tiết mục nhảy Lambada của chi hội phụ nữ nhóm 7. Xin mời với sự chuẩn bị. Màn xuân buông và bao ánh nắng, gió lạnh mây trắng bay, nhìn quanh tôi một nguyệt thang, hoa vào mai chưa lát ngã. Đường tôi đi một làn sắc hoa, con suối reo gọi mời người phương xa hay cùng đến nơi tây bắc khi xuân về lòng non đưa mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua dùng bậc thang từ xa xa xuân đào hoa ban thơm ngát ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình ai cũng sẽ đem một lần đến nơi tây bắc khi xuân về. Nhóm 5
Thưa quý vị thân mến, đây là tiết mục trình diễn đồng đầy cảm xúc nhất từ sáng đến giờ phút đến đây. Xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy dành cho lời văn nghệ một tràng pháo tay thật to cho tiết mục này nào quý vị. Chúng ta cùng với sự đóng góp hưởng ứng của các đội văn nghệ
đã làm cho chương trình tổ chức gặp mặt cầu xuân mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới vào ngày mùng 1 Tết hàng năm là ngày truyền thống nét đẹp văn hóa của khu dân cư thôn Châu Thủy chúng ta. Và chương trình đến giờ phút này đây được diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn với sự quan tâm của chị ủy bộ ban quản lý ở thôn Châu Thủy, và xin được trân trọng cảm ơn với tất cả các ông bà ban ngành đoàn thể, các đội văn nghệ cùng trở về đây làm cho chương trình được diễn ra trọn vẹn như thế này. Xin kính chúc toàn thể quý vị và toàn thể bà con nhân dân chúng ta có một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin nhớ đến các trẻ em phụ nữ của các buổi khai xuân đầu năm vào ngày mùng 4 của chị em phụ nữ và hội người cao tuổi ở Hợp Châu, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đến đây là kết thúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả bà con đã suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bà con mình vào những video sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn an lành trong cuộc sống và đặc biệt mãi xinh đẹp, vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Mẹ đi chị ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.